Thì chào tất cả các em học sinh thân mến. Nhằm giúp cho các em có sự chuẩn bị tốt trong cái kỳ thi học sinh giỏi toán 12 thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 đó, thì thầy thực hiện cái chuỗi các bài giảng này để hướng dẫn các em giải lại cái đề thi học sinh giỏi năm 2021 để các em có được cái nhìn về cái cấu trúc của đề thi cũng như có một cái lời giải tham khảo cho cái đề thi này. Vì hình như là cái đề thi này thì thấy gần như là các đề thi học sinh giỏi ở thành phố thì không có cái đáp án, không có cái ba game điểm, thì đây cũng như một cái lời giải giúp cho các em tham khảo về cái đáp án của cái đề thi này ha. Chúng ta sẽ không mất thời gian nữa, sẽ bắt đầu từ cái bài số 1. Đây là một cái câu phương trình nằm trong cái chuỗi phương trình mũ, phương trình logic. Cái dạng toán này khi mà các em ôn thi thì khá là quen thuộc rồi, đúng không? Đề thi năm 2021 theo cái đánh giá chủ quan của thầy thôi ha, thì về mức độ thì thầy thấy là nó so với các năm trước đó nhẹ hơn, có nhẹ hơn. Có thể là do cái tình hình dịch là đã đầu năm 2020, đầu năm 2021 thì phải. Rồi, bài này nó rơi vào cái dạng nào hết mà? Với các em đã ôn luyện tới đây chưa? Đây là một cái dạng là đáp án phụ không hoàn toàn, đúng không? Và chúng ta thấy là phương trình vừa chứa mũ vừa chứa cái đa thức thì chỉ có thể là chúng ta đưa về dạng đáp án phụ không hoàn toàn, hoặc là cái xét hàm đặc trưng, hoặc là chúng ta đánh giá thôi, chúng ta không thể nào đưa về cái dạng cơ bản được đâu ha, trực tiếp đâu. Trước tiên là chúng ta đặt điều kiện cho cái phương trình này, đó là 2 mũ x trừ x lớn hơn bằng 0. Chúng ta không cần phải giải đâu ha. Ta đặt t bằng căn bậc 2 của 2 mũ x trừ đi x và t lớn hơn bằng 0. Thì từ đây chúng ta sẽ suy ra được là t bình phương nó sẽ bằng 2 mũ x trừ đi x. Thì khi mình đặt t thì cái căn này sẽ được thế theo t nè. Thì chúng ta phải tính cái chữ x theo t. Ở đây 2 mũ x trừ đi x. Thế này tương đương với x sẽ bằng 2 mũ x trừ đi t bình phương. Chúng ta sẽ đưa cái phương trình mà đề bài cho đó, chúng ta tạm đặt tên là phương trình sao. Đưa cái phương trình này về dạng cái phương trình bậc 2 theo t, nhưng mà nó vẫn còn chứa ẩn x ở đó, nên ta gọi là đáp án phụ không hoàn toàn. Lúc này cái phương trình sao sẽ được đưa về cái dạng, phương trình sao sẽ đưa về cái dạng là 4 mũ x. Đây là 4 mũ x bằng là x thì các em thấy là 2 mũ x trừ t bình phương nhân với 2 mũ x cộng cho 1. Căn bậc 2 của 2 mũ x trừ đi x thì chúng ta thấy là t các em ha. Đến đây thì biến đổi tương đương á, em nhân phân phối vào, với bên trái là 4 mũ x chúng ta viết lại thôi. Ở với bên phải thì các em cứ nhân từ từ bằng 2 mũ x nhân với 2 mũ x trên này thì nó sẽ ra là 4 mũ x, đúng không? Nó sẽ bằng là 4 mũ x. Rồi. Cộng với 2 mũ x nhân với 1 là 2 mũ x. Trừ t bình phương này thì đem nhân với nguyên cái cụm này, chúng ta đừng có nhân từ từ ra, mà chúng ta để nó là, chúng ta sẽ để nó là trừ của 2 mũ x cộng cho 1 tất cả nhân với t bình phương, để cho nó ra cái dạng là phương trình bậc 2 theo t các em nhé. Đến đây thì chuyển sang cái vế bên tay trái của các em để cho cái hệ số đứng trước t bình phương nhận với chị Dương. 4 mũ x hai vế thì đã được lược bỏ rồi, được đơn giản rồi. Vậy giờ phương trình chúng ta thu gọn lại chỉ còn lại là 2 mũ x cộng cho 1 tất cả nhân với t bình phương trừ cho t trừ cho 2 mũ x bằng là 0. Có thể đây là câu khởi động nên là cái mức độ cho cũng tương đối không quá khó. Cái nghiệm khá đẹp em nhìn vào đây em nhẩm cũng được ha, em có thể nhẩm được là cái nghiệm t bằng mấy, t bằng 1 không? Đây không phải là ngồi ở nhà thì mới thấy được điều này đâu nhé. Nên là các em đi thi á, cái này là khá là quen rồi. Em nhìn thấy t bằng 1 thì em nhẩm quanh quanh mấy số đẹp đẹp thôi. Là em sẽ thấy là cái phương trình này có một cái nghiệm là t bằng 1 đúng không? Thì em sẽ tìm cách nhóm nhân tử chung. Là chúng ta nhẩm bên ngoài ngoài em thấy có nghiệm t bằng 1 thì nó sẽ có nhân tử chung là t trừ 1 ha. Rồi chỗ này tương đương. Thì nhân vào là 2 mũ x nhân với t bình phương cộng với t bình phương trừ t trừ cho 2 mũ x. Chúng ta tìm cách nhóm nhân tử chung, nó chắc chắn là sẽ có một cái nhân tử chung là 2 mũ, nó chắc chắn có nhân tử chung là t trừ 1 á.
thì chúng ta sẽ nhóm cái 2 mũ x nhân với tây bình phương với trừ 2 mũ x này lại với nhau. Chúng ta đặt 2 mũ x ra làm cái thừa số chung nhé. 2 mũ x tây bình trừ 1, tây bình trừ, đúng rồi, tây bình trừ 1 đúng không? Còn cái chỗ tây bình phương trừ 1, tây phương trừ t thì chúng ta đặt chữ t ra thì là t trừ 1 bằng 0. Tới đây thì các em sử dụng cái hạn thức đó, khai triển hạn thức là t bình phương trừ 1 là t trừ 1 nhân t cộng 1 á, thì các em sẽ đem được t trừ 1 ra ngoài làm nhân tử chung ha. Bên trong là còn lại là gì đây? Là 2 mũ x. Bên trong sẽ còn là 2 mũ x nhân với t cộng cho 1 cộng với t đúng không? Bằng 0. Thì chỗ này tương đương với t bằng 1 thôi. Chúng ta không có cho cái biểu thức này bằng 0, các em biết vì sao không nhỉ? Chỗ này là vì t lớn bằng 0 là nên là chúng ta có 2 mũ x nhân với t cộng 1 cộng cho t này luôn lớn hẳn hơn 0 nhé. Rồi, nên là cái phương trình này chỉ tương đương với t bằng 1 thôi nha. Thế thì câu hỏi đặt ra là nếu liệu mà chúng ta không nhẩm được cái nghiệm t bằng 1 ở đây và chúng ta không nhóm được nhân tử chung như thầy ở đây thì sao? Thì bình thường em nhé. Thật ra là các em có thể không nhẩm cũng được nữa. Ví dụ các em không nhẩm liệu được thì các em sẽ làm sao? Các em cứ tính delta cho thầy nha. Thầy đang nói là cái trường hợp nếu các em không nhẩm được thì các em tính delta. Delta là bằng b bình phương trừ 4ac thôi. Các em tính delta, nếu mà delta chúng ta lấy căn bậc 2 được, nó đẹp á. Thì chúng ta đã đưa cái phương trình đây là đúng là cái dạng đảo phụ không hoàn toàn. Nếu mà chúng ta tính delta mà chúng ta không lấy căn bậc 2 được ra đẹp á, thì cái cách giải này có thể nó sai. Chúng ta sẽ chọn cái cách giải khác. Ở đây các em tính delta thử nha. Là b bình phương trừ 4ac đúng không? Đây là 1 nè. Trừ 1 tất cả bình phương nè. Trừ cho 4 nhân với 2 mũ x thành cộng ha. Rồi tất cả nhân với 2 mũ x cộng cho 1. Thì chỗ này sẽ là 1 cộng với 4 nhân với 4 mũ x cộng với 4 nhân với 2 mũ x. Thì cái này chính là hạn thức 2 nhân với 2 mũ x cộng cho 1 tất cả bình phương. Và căn delta thì chính là 2 nhân với 2 mũ x cộng cho 1. Đến đây thì các em có cái căn bậc 2 của delta thì em sẽ có được cái nghiệm T1 bằng là trừ P trừ căn delta chia 2A và T2 bằng trừ P cộng căn delta chia 2A. Được không ạ? À? Là chúng ta sẽ xem đây là phương trình bậc 2 theo T và chúng ta tính delta bình thường em á. Đó là dành cho cái trường hợp mà các em không nhẩm được hoặc là các em muốn 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 rõ ràng đó. Muốn biết tại sao nó ra cái nghiệm thế thì em tính delta ra ha. Cũng được các em nhé. Ở đây thầy chọn cái cách phân tích đa thức thành nhân tử. Với một điều đó các em nhớ cho thầy chỗ này nè. Thì chỗ này các em có thể giải ra được t theo 2 mũ x nhưng mà em đánh giá luôn nha. Vì t của em luôn lớn bằng 0 mà, đúng không? T của em luôn lớn bằng 0 mà cái này lớn hẳn là 0 luôn nha, không có bằng 0 được. Thầy biết em nhân vô thử đi ha. Thì vì nó sẽ ra là 2 mũ x nhân với nó có 2 mũ x ở đây nè, 2 mũ x khi nhân vào nó có xuất hiện một 2 mũ x đứng riêng nên nó không có bằng 0 được. Lớn hẳn là không. Rồi, t bằng 1 thì với t bằng 1 thì lúc này chúng ta sẽ ta có cái phương trình. Hồi nãy mình đặt t là bằng gì đó? Bằng căn bậc 2 của 2 mũ x trừ đi cho x bằng 1. Rồi chỗ này chúng ta bình phương lên thì phương trình này tương đương với 2 mũ x trừ đi x bằng là 1. Em á. Hay là đây là cái dạng mà phương trình vừa có chứa mũ vừa có chứa đa thức thôi các em. Chúng ta giải bằng cái phương pháp là xét tính đương điệu của hàm số. Ta đã thấy là cái phương trình 2 sao và nhận thấy là các em có thể nhẩm cái dùng máy tính em bấm shift son dùng máy tính bấm shift son rồi các em sẽ nhận thấy là cái phương trình này nè, nhận thấy là bấm shift son thì em sẽ thấy là phương trình sao á, phương trình 2 sao á. Em bấm shift son thì em nhận thấy là nó có hai nghiệm thì phải, là x bằng là 0 đúng không? X bằng 0, x bằng 0 và x bằng 1 là nghiệm của cái phương trình 2 sao. Tuy nhiên là chúng ta cần phải chứng minh, chúng ta cần phải chứng minh là cái phương trình 2 sao này còn nghiệm nào khác được hay không. Thì do cái bài toán này nó quen thuộc nên chúng ta đánh giá như dễ. Cái này tương đương chúng ta chuyển hết sang một vế, chúng ta sử dụng phương pháp hàm số cái trừ 1 bằng 0. Giờ cái ta đang cần đó là chứng minh là phương trình này có nó còn nghiệm nào khác hay không, kiểm tra có nó còn nghiệm nào khác hay không. Thì các em đặt fx bằng là 2 mũ x trừ đi cho 1.
Rồi chúng ta có là f phẩy x bằng là 2 mũ x nhân log li be của 2, đúng không? A mũ x nhân log li be của A đó trừ đi cho 1, và chúng ta cho f phẩy x bằng 0 thì chúng ta sẽ giải ra được cái, hay là tương đương với lại là chỗ này là 2 mũ x nhân log li be của 2 trừ 1 bằng 0. Thầy giải từ từ cho các em luôn. Là chúng ta được 2 mũ x sẽ bằng là 1 chia cho log li be của 2 tương đương với x sẽ bằng là logarit cơ số 2 của 1 phần log li be của 2. Rồi, từ đây thì chúng ta thấy là cái hàm số fx có một điểm cực trị. Chúng ta không cần phải lập bảng biến thiên ra cũng được. Muốn rõ ràng thì em lập bảng biến thiên như thế này là x nè, f phẩy x nè ha. Chúng ta có cái bảng biến thiên x f phẩy x cho là fx. Rồi. Nếu mà lập bảng biến thiên ra đó thì các em biết nó bị vướng cái gì nữa không? Lập bảng biến thiên ra thì em phải lập bảng thiên cho nó kỹ nha. Vì còn nếu không thì chúng ta xét cái miền của nó từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng cũng được đó. Làm ta khỏi quan tâm. Đó là nếu em lập bảng biến thiên ra, em nhớ chú ý cái điều kiện ban đầu này nữa nè, thấy không? Em chú ý điều kiện ban đầu nữa nè. Nhưng mà thôi chúng ta cứ coi như phương trình hệ quả, ta khỏi quan tâm đến cái điều kiện đó luôn đi. Ha. Ta coi như cái phương trình hệ quả này. Chúng ta khỏi quan tâm đến cái điều kiện đó. X, F, X đúng không? Chỗ này là từ trừ vô cùng này đến cộng vô cùng luôn. Ở đây nó có một cái đạo hàm, có một cái nghiệm là logarit cơ số 2 của 1 phần log li be của 2. Chỗ này là 0. Các em có thể dễ dàng xét dấu cái hàm số này nè. Các em xét dấu theo cái nguyên tắc là đây em có thể chọn cái giá trị đại diện, ví dụ như cái này em chọn số 100 đi, em tính f của 100, f phẩy 100 coi nó nhận giá trị dương hay âm ha, còn không thì em chịu vào cái giới hạn cũng được. Thì em sẽ thấy là f phẩy đây nhận giá trị dương, ở đây nhận giá trị âm, và quan sát cái bảng biến thiên đó thì chúng ta thấy là cái hàm số này có một điểm cực trị. Làm thấy là cái hàm số fx này nè có một điểm cực trị. Hàm số fx này có một điểm cực trị thì từ đây chúng ta sẽ hình như là chỗ này chúng ta không cần có điều kiện luôn ạ, không quy trình này chúng ta đang biến đổi tương đương á. Rồi do fx có một điểm cực trị đó nên chúng ta suy ra cái phương trình fx bằng 0 có tối đa hai nghiệm, nó có tối đa hai nghiệm thôi. Được không? Một điểm cực trị thì nó chỉ cắt cái đường thẳng y bằng 0 này nè, tối đa tại hai điểm thôi. Phương trình này có một điểm cực trị, cái biết có một điểm cực trị nên ta suy ra là cái phương trình f(x) bằng 0 có tối đa là hai nghiệm, mà chúng ta đã nhẩm được hai cái nghiệm là x bằng 0 và x bằng 1 rồi. Đúng không? Thì chúng ta kết luận là vậy cái phương trình đã cho có hai nghiệm. Phương trình đã cho, chúng ta sẽ kết luận là cái phương trình đã cho quy trình sau có hai nghiệm là x bằng 0 và x bằng 1. Rồi, vậy là chúng ta đã xong cái câu số 1 các em ha. Và chúng ta sẽ tiếp tục qua cái câu số 2 ở phần phía sau. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục cái bài số 2 này các em nhé. Đầu tiên chúng ta ghi cái lời giải. Đối với cái dạng này thì các em cứ làm bình thường thôi. Tìm tập hợp các điểm M trong mặt phẳng thì từ điểm M có thể kẻ được hai tiếp tuyến vuông góc đến cái đồ thị B. Thì đầu tiên mình đi tính đạo hàm của cái hàm số này cái đã. Y bằng x bình phương cộng 2x cộng cho 2021,5 thì tôi tính đạo hàm y phẩy sẽ ra là 2x cộng cho 1. Đến đây ta gọi K là hệ số góc. Gọi K là hệ số góc của cái tiếp tuyến delta cần tìm. Rõ ràng là cái đường thẳng, cái tiếp tuyến của cái hàm số đồ thị hàm số này nó phải có hệ số góc, còn cái đường thẳng có dạng là x bằng x0 thì nó không thể nào là cái tiếp tuyến của đồ thị hàm số thì được ha.
nên là cái tiếp tuyến phải có hệ số gốc k khác không. Rồi và ta gọi điểm M, gọi M có tọa độ x0, y0 là cái điểm thuộc cái tiếp tuyến delta. Ở đây chúng ta sẽ có được cái phương trình delta có dạng là delta sẽ có phương trình có dạng là y bằng k nhân với x trừ x0 cộng cho y0. Đối với cái dạng toán này thì các em cứ làm bình thường, lập một cái hệ phương trình và chúng ta đưa về cái bài toán biện luận nghiệm của phương trình bậc 2 hoặc là phương trình bậc 3 hoặc phương trình bậc 4. Thì đây chỉ là phương trình bậc 2 thôi, cái hàm số này là cái parabol, là hàm số bậc 2, nên chúng ta chỉ đưa về việc biện luận cái phương trình bậc 2 đó, cũng khá là nhẹ. Chúng ta sử dụng cái điều kiện delta là tiếp xúc, delta là cái tiếp tuyến của cái đồ thị B. Cái hình thể delta này là cái tiếp tuyến, delta là tiếp tuyến của B, tiếp tuyến của B khi và chỉ khi cái hệ phương trình là chúng ta xét cái hệ phương trình fx bằng k nhân x trừ không cộng y0 đó, tức là đây cụ thể là sẽ là x bình phương cộng với x cộng cho 2021,5 bằng là k nhân x trừ x0 cộng với y0, và đạo hàm là 2x cộng 1 bằng k. Cái hệ này phải có nghiệm delta, muốn là tiếp tuyến của B thì cái hệ phương trình này nó phải có nghiệm. Chúng ta đặt đây là phương trình này, phương trình số 1, đây là phương trình số 2, và các em thế cái k bằng 2x cộng 1 vào phương trình số 1 thì lúc đó chúng ta sẽ đưa về cái phương trình bậc 2 có chứa cái tham số x0, y0. Chúng ta thay cái k bằng 2x cộng 1 vào cái phương trình số 1 thì lúc đấy chúng ta sẽ được đó là x bình phương cộng với x cộng cho 2021,5 bằng với 2x cộng 1 nhân với x trừ x0 cộng cho y0. Để từ cái điểm M này chúng ta kẻ được hai cái tiếp tuyến đến cái đồ thị B khi và chỉ khi cái phương trình chúng ta đang xét phải có hai cái nghiệm phân biệt. Đó. Tại vì mỗi một cái nghiệm của phương trình này thì chúng ta sẽ được một cái tiếp tuyến. Đó. Thế thì đề bài yêu cầu là từ cái điểm M đến ta vẽ được hai tiếp tuyến, thì cái phương trình chúng ta đang xét ở đây nó phải có hai nghiệm phân biệt ha. Đến đây các em lập luận cái phương trình này có hai nghiệm phân biệt thôi. Nhân phân phối vào bên đây viết lại là x bình phương cộng x cộng cho 2021,5 viết lại. Để nhân vào được 2x bình phương trừ cho 2x0 x cộng với x trừ cho x0 cộng y0. Chuyển cái thế bên tay trái sang bên tay phải nha. Chuyển từ trái sang phải. Từ bên trái sang phải các em nhé. Thì chúng ta sẽ được là x0 bình phương. Rồi chỗ này tới bậc 1 là x với x này hết rồi. Vậy chỉ còn lại là trừ, chúng ta chỉ còn lại là trừ 2x0. Cái phương trình ở đây là ẩn của chúng ta là x nha, còn x0, y0 là tham số thôi. Rồi đến đây thì đã có là thu gọn lại thì các em sẽ x bình phương trừ 2 là x0 x rồi trừ cho y0, trừ cho x0 không, xong cái x rồi tới cái số tự do là trừ x0 cộng y0 trừ cho 2021,5 bằng 0. Ta đặt đây là phương trình sau. Ở đây chúng ta lập luận là từ cái điểm M này chúng ta kẻ được hai cái tiếp tuyến, kẻ được hai tiếp tuyến, hai tiếp tuyến vuông góc. Thôi, hai tiếp tuyến trước đi, chúng ta xử lý từng ý một.
hai tiếp tuyến thôi, còn vuông góc ta xử lý sao. Từ điểm M ta kẻ được hai tiếp tuyến đến cái đồ thị B khi và chỉ khi cái phương trình sau phải có hai nghiệm phân biệt. Mà phương trình sau có hai nghiệm phân biệt thì nó tương đương với cái điều kiện đó là hệ số A khác 0, delta phải lớn hơn 0. Tức là chúng ta có là A là 1 khác 0, delta phải là x0 trừ của x0 tất cả bình phương. Rồi sau đó các em trừ cho AC là trừ cho 1 nhân với cho là trừ x0 cộng với y0 và trừ cho 2021 phẩy 5 phải lớn hơn 0. Rồi thì tương đương với điều kiện gì để lớn hơn 0 đúng không? 1 khác 0 thì luôn đúng rồi. Các em chỉ xử lý cái điều kiện ở phía sau. Ở đây chúng ta sẽ được là x0 bình phương trừ cộng với x0 trừ cho y0 và cộng cho 2021,5 lớn hơn 0 nha. Rồi, đây là cái điều kiện để từ điểm M chúng ta kẻ được hai cái từ điểm M chúng ta kẻ được hai cái tiếp tuyến đến cái đồ thị B. Mà đề bài còn yêu cầu là hai cái tiếp tuyến này vuông góc với nhau. Hai tiếp tuyến này vuông góc với nhau. Thì chúng ta xử lý thêm cái điều kiện vuông góc. Các em nhớ là hai cái đường thẳng mà vuông góc á, thì tích hệ số góc của nó phải bằng trừ 1 ha. Thì chúng ta gọi x1, x2 là nghiệm của phương trình sau đi. Ở đây các em gọi x1, x2 là các cái nghiệm của cái phương trình sau. Các cái nghiệm của phương trình sau. Ở chỗ này chúng ta sửa lại là hai sao đi ha. Rồi. Ở đây là hai sao. Gọi một hai là các nghiệm phương trình sau thì ta sẽ có áp dụng cái định lý Vs đó, thì sẽ có là x1 cộng với x2 là bằng trừ b chia a, trừ b chia a, b của các em là trừ 2x0, thế thì trừ b chia a sẽ ra là 2 là x0 ha, trừ b chia a là ra 2 là x0 nè. X1 nhân x2 thì nó bằng c chia a, c chia a tức là trừ x0 cộng y0 bằng trừ x0 cộng y0 và trừ cho 2021,5. Rồi và với cái giá trị x1 thì các em thế vào trong cái chỗ số 2 đó, em sẽ có là một cái với x1 thì em sẽ có cái hệ số góc K1 của một tiếp tuyến, x2 thì em thế vào đây em sẽ được hệ số góc là K2 ha. Lúc này chúng ta sẽ có hệ số góc của các tiếp tuyến lần lượt là lúc này ha, ta có hệ số góc của các cái tiếp tuyến tương ứng là K1 thì bằng là 2x1 cộng với 1, K2 bằng 2x2 cộng 1, do hai cái tiếp tuyến này vuông góc nhau. Tất nhiên là đi thi thì nếu tự luận thì phải ghi bằng lời nha, đừng có ghi tắt nha ông thầy. Nên là chúng ta có là gì đây? K1 nhân với K2 bằng trừ 1 đúng không? K1 nhân K2 bằng trừ 1 thì cái thế K1 là chỗ này K1 là 2 là x1 cộng với 1, K2 là 2 là x2 cộng với 1 bằng trừ 1. Đó là cái điều kiện để hai cái đường thẳng vuông góc là tích hệ số góc bằng trừ 1 ha. Mà hệ số góc ở đây tức là đạo hàm tại cái hoành độ đó, tiếp điểm. Rồi, em nhân phân phối vào thì em sẽ đưa được về cái dạng tích của x1, x2 và tổng x1, x2. Thì làm nhân vào sẽ được là 4 là x1 nhân với x2 cộng cho 2x1 cộng cho 2x2 cộng cho 1 bằng trừ 1. Chỗ này tương đương 4 là x1, x2 thì các em thế vào, thầy ghi lần dòng để cho em dễ nhìn ha. 4x1, x2 cộng cho anh đặt 2 ra ngoài thì chỗ này x1 cộng với x2
cộng với 2 bằng 0. Có thể nói là đề thi năm 2021 cũng không quá khó, có thể là gây bất ngờ về cái yếu tố bất ngờ cho học sinh đó, về về cái các cái dạng toán hơi hơi xưa thôi, chứ còn về độ khó của đề thi thì có thể đánh giá là so với những năm trước đó, đó có sự giảm nhẹ đi một tí. Các biểu thức tính toán thì nó nhẹ ha, không quá nặng, quá cồng kềnh. Tới đây các em thế và x1 nhân x2 thì các em sẽ được là gì? X1 nhân x2 á, là cho đây chữ 4 viết lại ha. X1 nhân x2 thì các em thế là cho đây này, là trừ x0 cộng y0 và trừ cho 2021,5. Em thế vào chỗ này sẽ là 4 nhân với trừ x0 cộng cho y0 cộng cho trừ cho 2021,5 cộng cho 2 lần x1 nhân với x1 cộng x2. X1 cộng x2 thì em thế là 2 là x0 ha. Cộng cho 2 bằng 0. Đến đây thì các em nhân phân phối vào, em thu gọn lại thì em sẽ thấy là chỗ này là trừ 4x0, chỗ này cộng 4x0 là mất đi x0 ha. Chúng ta chỉ còn lại là 4 lần y0. Rồi, bây giờ là 4 nhân cho 2021,5. Chúng ta lấy 4 này, nhân cho. Các em nhân vào cho thầy nha. 4 nhân cho 2021,5 và chúng ta cộng thêm 2. Và trừ cho 2 chứ chỗ đó là nhầm rồi, chỗ đó là trừ 2021,5 nhân 4 rồi sau đó cộng thêm 2 thì nó ra là trừ 8084, thì chỗ này sẽ ra là 4y0 trừ 8084 bằng 0, tương đương với y0 sẽ bằng bao nhiêu? Ta lấy 4084 thì ghi 4081 ha, 4084 chứ đúng không? Rồi đến đây ta chia cho 4 thì nó sẽ ra đẹp lắm, là ra 2021. Có thể nói là người biên soạn đề khá là đẹp, soạn cái đề khá là đẹp. Rồi với y0 bằng 2021 và bất chấp x0, tức là lúc này chúng ta có là cái đường thẳng, còn cái điều kiện sau đó nha, chúng ta thấy vào đây nè, chúng ta phải thấy vào đây, chúng ta kiểm tra thôi, coi coi cái điểm M đó nó thuộc vào cái đường thẳng là y bằng 2021, nhưng mà hoành độ của nó có thỏa mãn thêm cái điều kiện gì nữa hay không nha. Chúng ta phải kiểm tra xem có hoành độ nó thỏa mãn thêm điều kiện gì không. Là với y0 bằng 2021 này, em lấy cái y0 bằng 2021, em thay vào cái chỗ 2 sao đó để kiểm tra lại coi cái x0 cái hoành độ nó có điều kiện gì hay không. 2021 thì các em sẽ được là x0 bình phương cộng với x0, là em sẽ được là x0 bình phương cộng với x0 và chỗ này là trừ 2021 cộng 2021,5 là cộng 1 phần 2 đúng không? Cộng 1 phần 2 lớn hơn 0. Kiểm tra coi cái điều này nó có đúng với mọi x hay không nè. Giải cái bất phương trình này nhé. Mod 5 và 9. Cái này luôn đúng với mọi x rồi. Cái này đúng với mọi x không á, bất phương trình này đúng với mọi x không. Vậy là lúc này cái điểm M đó là các cái điểm M, các cái điểm M thỏa mãn yêu cầu bài toán, nó sẽ thuộc cái đường thẳng y bằng 2021. Lúc này các em nhớ cẩn thận là kiểm tra là cái điều kiện của cái hoành độ này ha. Đôi khi cái hoành độ đó ví dụ như là nó sẽ thỏa mãn, các em giải bất phương trình đó nó ra đó mà x0 nó thuộc vào cái khoảng nào đó đó, thì chúng ta phải phải kẹp thêm cái điều kiện là thuộc cái đường thẳng này, nhưng mà cái hoành độ nó phải thỏa mãn điều kiện gì đó ha. Ở đây cái hoành độ của nó thì cái bất phương trình đó nó luôn đúng với mọi x0, do đó là cái đường thẳng này nó sẽ, cái điểm M nó sẽ thuộc vào cái đường thẳng y bằng 2021, và nó không có cái hoành độ nó không cần cái điều kiện gì cả, thì điểm M nó thuộc vào đường thẳng này luôn. Tức là từ cái điểm M, mỗi một cái điểm M nằm trên đường thẳng này, chúng ta sẽ luôn kẻ được hai cái tuyến vuông góc đến cái đường thẳng, đến cái đồ thị B, đúng không em?
Cái câu này thì nếu mà so với những cái câu trước đó, những cái đề liên quan tiếp tiến của những năm trước đó, thì có thể nói là tính toán về các cái phép toán đó, nó nhẹ nhàng hơn. Các em có xem cái trong cái bài giảng, các bài giảng tiếp tiến của thầy đó, thầy có trình bày các cái bài toán liên quan đến cái tiếp tuyến trong những đề trước đó, tính khá là nặng. Có thể nói đề này cho đẹp, tính toán nhẹ. Rồi chúng ta qua tiếp cái bài số 3 các em nhé. Và đề bài cho hình nón có đỉnh là S và có đáy là cái đường tròn O. Trong hình nón thì người ta đặt một cái hình chớp DABC có đáy là tam giác cân tại A, nối tiếp cái đường tròn O. Cái góc A thì bằng 120 độ, đỉnh D nằm trên cái mặt xung quanh của hình nón. Và các mặt bên của hình chớp thì tạo với mấy đáy cái góc bằng nhau. Chứng minh là điểm D thuộc vào SA. Tính thể tích của khối nón khi thể tích của khối chớp là bằng 3. Cái câu này thì các em để ý là đề bài cho là các mặt bên của hình chớp tạo với đáy cái góc bằng nhau đó, thì lúc đó là chân đường cao của hình chớp đó, nó sẽ là cái tâm của đường tròn ngoại tiếp ở tâm đường tròn nội tiếp của cái tam giác ABC, hoặc nó có thể là tâm của đường tròn bàn tiếp tam giác ABC. Thì chúng ta chứng minh là điểm D nằm trên cái đường tròn tam giác này tam giác cân rồi, đúng không? Tam giác này tam giác cân rồi. Người ta chứng minh đây, người ta yêu cầu mình chứng minh cái điểm D nó nằm trên SA. Bây giờ vẽ hình ra đi, chưa vẽ hình dung trước ha. Câu này thì cũng không phải là dễ đâu ha. Trong đề thi thì nghĩ cho câu này nè. Chúng ta qua tiếp cái bài số 3 các em nhé. Bài số 3 thì đề bài cho hình chớp, cho cái hình nón có đỉnh là S, có đáy là cái đường tròn O. Cái trong cái hình nón này thì người ta đặt vào đây một cái hình chớp DABC, tam giác ABC là tam giác cân, nối tiếp cái đường tròn O góc A vào 120 độ. Đỉnh D nằm trên cái mặt xung quanh của hình nón, các mặt bên của hình chớp tạo với đáy các góc bằng nhau. Chứng minh điểm D thuộc vào đường thẳng SA. Này thật ra là chứng minh điểm D thuộc vào đoạn thẳng SA cũng được, không cần phải cái đường thẳng, vì để cho cái điểm D nằm trên cái mặt phẳng, cái mặt xung quanh của hình nón rồi. Thì ghi đường thẳng thì cũng sao, nhưng mà ghi đường thẳng nó sẽ dễ tạo cho mình cái cảm giác mình chứng minh mình dễ bị nhầm thôi chứ gì. Tính thể tích của khối nón khi cái thể tích của khối chớp là bằng 3. Thì đây dùng từ đường thẳng là không phải chính xác rồi, nhưng mà nó sẽ gây khó cho cái người chứng minh. Đây không phải là một câu so với những câu trước đó, thì câu hình học thầy thấy các năm cho cái độ khó đều như nhau cả, rồi mỗi một cái câu nó có cái khó riêng của nó. Bài này đọc đề phải vẽ hình ra thôi, chứ còn đọc cái đề này cũng khó mà hình dung được. Chúng ta vẽ cái hình ra nhé. Ở đây thì vẽ tương đối thôi. Cái nào cần thiết chính xác thì chúng ta sẽ qua cái phần phần mềm khác chúng ta vẽ. Rồi cho cái hình nón và cái hình chớp DABC là nối tiếp cái hình nón này. Thì đặt cái đỉnh A nằm bên đây đi ha. Rồi từ cái giả thuyết này các em khá là quen thuộc ha, lúc ôn tập thì các em gặp nhiều đúng không các em, là các mặt bên của hình chớp tạo với đáy các góc bằng nhau. Thì lúc đó là cái chân đường cao của cái hình chớp này đó, nó sẽ là tâm của cái đường tròn nội tiếp cái tam giác ABC, hoặc nó có thể là tâm của cái đường tròn bàn tiếp tam giác ABC. Ở câu A người ta yêu cầu mình chứng minh điểm D thuộc vào cái đường SA, tức là trong trường hợp này thì cái chân đường cao chính là tâm của đường tròn nội tiếp của tam giác luôn rồi ha, là người ta đã gợi ý cho mình là cái tâm của đường tròn cái chân đường cao của cái hình chớp này trong trường hợp này chính là tâm của cái đường tròn nội tiếp tam giác luôn. Để chỗ này chúng ta
Vậy thì xóa cái phần bên trong này trước đi ha. Cái phần bên trong này là nét đứt đúng không? Rồi, xong nha. Xóa đường SI này luôn đi. Cho nó cái màu khác cho các em dễ nhìn thấy cái gì. Đây là cái đường cao của hình nón ha. Đề bài cho hình nón có đỉnh là S và cái tam giác ABC thì nó tam giác ABC thì nó nối tiếp góc A bằng 120 độ. Vậy là cái góc A bằng 120 độ thì lúc đó là cái tâm O đó nó sẽ nằm ở bên ngoài nhé. Ở trong trường hợp này cái tâm O nó sẽ nằm ở bên ngoài cái tam giác. Đây ký hiệu vô nha. Đây là S nè, A nè, B nè. Ở đây là A phẩy đi. Rồi C. SC là đây. Đây là C. Rồi, do các cái mặt bên của hình chớp tạo với đáy các góc bằng nhau nên chân đường cao của hình chớp đó, nó sẽ là tâm của cái đường tròn nội tiếp tam giác ABC hoặc nó là tâm của cái đường tròn bài tiếp tam giác ABC nha. Nhưng mà ở đây người ta đã gợi ý cho mình ở cái câu tiếp theo rồi đó. Ở cái câu A đó thì người ta đã gợi ý cho mình đó là cái chân đường cao chính là tâm của cái đường tròn nối tiếp cái tam giác ABC rồi. Vậy thì chúng ta sẽ vẽ cái đỉnh D nằm đây. D nằm đây đi. Là điểm D, đề bài cậu chứng minh điểm D thuộc vào SE. Chứng minh D thuộc vào SE thì ra lấy D nằm đây. Là chân đường cao xuống đây. Đây là Y ha. Thì cái chỗ giải thích là cái chỗ mà chứng minh điểm Y là tâm đường tròn nội tiếp hoặc là tâm đường tròn bàn tiếp thì nó khá là dễ rồi. Tuy nhiên là về chứng minh nó ngắn gọn hay là nó dài dòng thì do thầy không có tham gia vào cái việc chấm thi và cũng như là đề ở thành phố thì cũng không có cái thang điểm. Cái đề này không có cái bài giải, không có thang điểm trên mạng nữa. Nên là chúng ta cũng không hình dung được là thầy chưa hình dung được là về cái thang điểm họ tính như thế nào. Do đó là thầy cứ hướng dẫn các em trình bày cho nó rõ ràng nhất ha. Tức là trình bày cho nó càng chi tiết thì càng tốt thôi. Tại vì chúng ta không có cái thang điểm của họ. Đề này như là không có đáp án trên mạng luôn nhé. Nên thành ra là chúng ta không biết cái thang điểm như nào. Rồi, bây giờ chứng minh điểm Y thuộc vào cái chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ chứng minh điểm Y nó thuộc vào cái đường tròn nó thuộc điểm Y chính là tâm của đường tròn nội tiếp hoặc là tâm đường tròn ngoại tiếp trước nha. Thì thầy gọi ở câu A thì thầy gọi Y là hình chiếu của cái điểm D, hình chiếu của D trên cái mặt phẳng B. B là cái mặt phẳng chứa cái đường tròn O. Chứa cái đường tròn O. Rồi. Và tiếp theo thì thầy gọi I1, I2, I3 lần lượt là hình chiếu, lần lượt là hình chiếu của cái điểm Y trên AB, AC và BC. Thật ra thì từ cái chỗ này là từ cái câu là các mặt bên của hình chớp tạo với đáy các góc bằng nhau á, thì đủ để thầy có thể suy ra được là gì?
đủ để thầy có thể suy ra được là lúc này cái điểm Y á, nó là tâm của đường tròn nội tiếp hoặc là tâm của đường tròn bàn tiếp rồi. Tuy nhiên là ở đây thầy sẽ chứng minh cho nó kỹ lại luôn, vì thầy không, như đã nói nãy là thầy không có cái thang điểm, nên thành ra thầy không biết là cái cách tính điểm như nào, nên thầy sẽ hướng dẫn các em trình bày cho nó đầy đủ nhất. Chúng ta mình trình bày càng kỹ thì càng tốt thôi, không sao cả. Rồi Y1, Y2, Y3 lần lượt là hình chiếu của điểm Y trên AB, AC và BC. Thì lúc này chúng ta sẽ có các cái góc đó là S, Y1, Y theo do đề bài á, do góc của các cái mặt bên của cái hình chớp á, do cái hình chớp nè, do các cái mặt bên của cái hình chớp, do các mặt bên của hình chớp tạo với đáy một góc bằng nhau. Nên chúng ta suy ra được là cái góc là SI1 Y nó bằng với góc SI2 Y và bằng với góc SI3 Y. Thầy ghi nhầm đúng không các em? Không phải là S mà là chữ D. Chữ D chứ không phải chữ S nè. Tại vì lúc này cái đỉnh của hình chớp này là đỉnh D. Em sửa lên thầy. Là D, I2. Rồi. Thì từ đây chúng ta cũng sẽ có là các cái tam giác là D, I1, I nó bằng với tam giác là D, nó bằng với tam giác là D, I2, I và bằng với cái tam giác là D, I3, I. Thì muốn rõ ràng hơn nữa thì các em sẽ giải thích ra tại sao các cái tam giác này nó bằng nhau ha. Nó bằng nhau theo cái trường hợp là góc cạnh góc nó bằng nhau theo trường hợp là cái cạnh góc vuông với cái góc nhọn á ha. Các tam giác từ đây thì các em sẽ suy ra được điều gì? Các em sẽ suy ra được là Y1 bằng với Y2 bằng với Y3. Thì những cái chỗ này nè, nếu đi thi thì các em cứ giải thích cho nó rõ thêm tí nữa nhé. Là các tam giác nó bằng nhau thì vì sao? Vì các tam giác là các tam giác vuông và nó có cái cạnh chung với cái góc nhọn bằng nhau. Từ đây thì chúng ta có là cái khoảng cách từ điểm Y đến ba cái cạnh của tam giác á, bằng nhau, thì chúng ta sẽ suy ra được là gì? Chúng ta sẽ suy ra được là lúc này điểm Y á, nó sẽ thuộc vào điểm Y là tâm của đường tròn. Điểm Y là tâm đường tròn. Nội tiếp của cái tam giác ABC hoặc điểm Y nó sẽ là tâm của đường tròn bàn tiếp tam giác ABC. Thì đây chúng ta cần phải chứng minh là điểm Y là tâm của đường tròn nội tiếp. Để chứng minh điểm Y là tâm của đường tròn nội tiếp thì nghĩ thầy sẽ vẽ cái hình khác, qua cái phần mềm khác vẽ hình cho các em dễ hình dung nha. Mà ở đây thì sẽ vẽ ra đúng cái tỷ lệ cái tam giác ABC. Tam giác ABC là tam giác cân có cái góc A bằng 120 độ. Thì đi thi chúng ta, thời gian đi thi chúng ta chỉ cần vẽ tương đối thôi là được rồi. Nhưng bên đây thầy vẽ cho nó, đây chúng ta đang ôn tập nên thầy vẽ chính xác luôn cho các em có thể hiểu được cặn kẽ cái bài toán này ha. Giờ cái chúng ta đang chứng minh là cái điểm Y đó nó sẽ là tâm của đường tròn nội tiếp tam giác ABC nhé. Rồi. Thầy phải dựng cái đường kính A phẩy nha. Dựng cái đường kính A phẩy. Lúc này chúng ta sẽ chứng minh là tại sao cái điểm Y nó không thể là tâm của cái đường tròn, tâm của cái đường tròn bàn tiếp được. Thì dựng cái đường kính A phẩy nha. Rồi, điểm Y là nó phải nằm ở đây.
Bây giờ thầy dựng cái đường kính AA phẩy đó, thì lúc này thầy sẽ có được cái thầy sẽ có cái góc là AC A phẩy là 90 độ nhé. Giờ thầy sẽ vẽ luôn cái thầy sẽ vẽ luôn cái tâm của đường tròn bàn tiếp. Là lúc đó nằm tuốt bên ngoài nè. Thì cái ta cần là ta giải thích tại sao nó lại nằm bên ngoài thôi. Chúng ta cần phải giải thích tại sao điểm Y nó không nằm bên ngoài được nha. Quên copy bên đây được không ta? Ồ, được luôn. Hay quá. Rồi, giờ là với cái chúng ta chứng minh được đó, là có được cái điều kiện là Y1 bằng Y2 bằng Y3 đó, thì chúng ta chỉ suy được là điểm Y là tâm của đường tròn nội tiếp hoặc là tâm của đường tròn bàn tiếp thôi. Bây giờ chúng ta phải chứng minh là cái điểm Y nó không thể là tâm của đường tròn bàn tiếp tam giác ABC được ha. Hôm nay chúng ta sẽ chứng minh như sau nè. Ta giả sử rằng cái điểm ta dựng cái đường kính A phẩy ha, thì ta dựng cái đường kính nè. Dựng đường kính A phẩy thì lúc đó ta sẽ có cái góc là ACC phẩy. ACC phẩy nó bằng là 90 độ, đúng chưa? Rồi. Ta gọi y là tâm của đường tròn gọi y phẩy đi. Y phẩy là cái đường phân giác. Y phẩy là chân của cái đường phân giác. Chưa, nãy ta khẳng định. Nãy mình dở quá. Nãy mình khẳng định là cái điểm Y là tâm của đường tròn nội tiếp và tâm đường tròn bàn tiếp đúng không? Rồi thì mình khẳng định cái này trước đi, mình khẳng định cái điểm Y nó nằm trên cái đường A phẩy trước đi ha. Nằm trên đường A phẩy trước. Dựng cái đường kính đầu tiên mình dựng cái đường kính A phẩy. Dựng cái đường kính A phẩy ha. Thì do cái tam giác ABC đó là tam giác cân tại A, nên từ đây mình sẽ suy ra là cái điểm Y đó nó sẽ thuộc cái đường thẳng AA phẩy. Rồi bây giờ giả sử Y là tâm của cái đường tròn bàn tiếp. Tam giác ABC ha, mình đang chứng minh là điểm Y nó không phải là đường tròn bàn tiếp. Giả sử là nếu điểm Y là tâm của đường tròn bàn tiếp tam giác ABC thì cái chúng ta có được ở đây là điều gì? Là có phải là chúng ta sẽ suy được là nếu mà tâm của đường tròn bàn tiếp đó, thì góc này là 30 độ nè. Rồi cái góc ngoài của tam giác này là nhiêu ta? 30 là 150, 150 chia 2 là 75 đúng không? 75. Vậy thì góc này là 30 cộng với 75 thì chúng ta sẽ suy được góc ACI đó nó sẽ bằng là 105 độ. 105 độ thì lúc này chúng ta sẽ suy ra được là cái điểm Y nó sẽ ta suy ra được là AI là lớn hơn là A phẩy đúng không? AI lớn A phẩy, tức là cái điểm Y nó sẽ nằm ngoài cái đường tròn. Mà nếu điểm Y nằm ngoài đường tròn thì cái điểm D nó sẽ không thể nằm trên cái mặt xung quanh của hình chớp được ha. Điểm Y nó nằm ngoài đường tròn. Điểm Y nằm ngoài đường tròn thì sẽ dẫn đến là cái điểm D đó nó không thể nằm trên cái mặt xung quanh của hình nón. Hồi nãy thầy nói nhầm đúng không? Thì ta suy điểm D nó sẽ không thể nằm trên cái mặt xung quanh của hình nón được. Nó không thể nằm trên mặt xung quanh của hình nón. Thì cái điều này nó sẽ vô lý, nên nó sẽ vô lý, này nó sẽ trái với cái giả thuyết.
trái với cái giả thuyết. Vậy cái điểm Y phải là tâm của đường tròn nội tiếp. Cái điểm Y lúc này nó phải là tâm của đường tròn nội tiếp cái tam giác ABC ha. Rồi. Điểm Y là tâm đường tròn nội tiếp thì tiếp theo thì ta chứng minh là cái điểm Y, điểm D thuộc vào SA này khá là đơn giản rồi. Do DI song song với DI song song với SO và chỗ đó giải thích sao nữa cho nó là rõ này. Thật ra tới đó thì khi mà chúng ta chứng minh được điểm Y là tâm của đường tròn nội tiếp thì ta có thể khẳng định nó dễ rồi đó. Còn không chúng ta có thể nói thế này nè, là ta có là DI, DI thì song song với lại là SO, DI song song với SO đúng không? Thì chúng ta suy ra được là cái DI song song với SO chúng ta có là cái DI và SO này cùng thuộc cái mặt phẳng là hay cùng thuộc cái tam giác luôn á, nó cùng thuộc cái tam giác luôn hay cùng thuộc cái tam giác SAO mà điểm Y nằm giữa, điểm Y nằm giữa là S là nằm giữa AO nên ta suy ra là điểm D nó sẽ thuộc vào cái đường thẳng SA đó, thuộc vào cái đoạn thẳng SA luôn á. Rồi đó là xong cái ý A là chúng ta đã chứng minh được cái điểm D nó nằm trên cái đoạn thẳng SA. Thật ra thì do nó cũng khá là dài nên là thầy không không muốn viết thêm nữa. Chứ còn nếu mà như này thì viết như này thì nó hơi sơ sài ha. Thì chúng ta chứng minh, nếu mình chứng minh rõ nữa thì chúng ta chứng minh là nó song song, nó cùng thuộc mặt phẳng nó thì được thế gì đâu. Thầy nghĩ với cái bài này, với cái lập luận như thế này thì khá dài, đủ ý rồi. Bây giờ tiếp theo là chứng đi tính cái thể tích của cái khối, tính thể tích của cái khối nón, biết cái thể tích của khối chớp là bằng 3 đúng không? Thì chúng ta sẽ ghi cái công thức tính thể tích của cái khối nón và khối chớp ra thôi. Bây giờ các em ghi cho thầy cái công thức thể tích của cái khối nón đi. Ta gọi R, đầu tiên ta gọi R là cái bán kính. Gọi R là bán kính của cái đường tròn O ha. Gọi R là bán kính của đường tròn O. Thầy có cái thể tích của cái nón. Thầy đặt V1, V2, V và V1 lần lượt là cái thể tích của khối chớp và khối nón ha. Thì lúc này thầy có V thì nó bằng 1 phần 3 lần DI nhân với cái diện tích của cái tam giác là ABC. Rồi, còn thể tích của khối nón đó thì nó bằng 1 phần 3 pi R bình phương nhân với cái chiều cao là SO đúng không? Thì cái chúng ta đang cần tính đó là V1 thì chúng ta lập tỉ số xuống. Ta sẽ có V1 chia cho V đó thì 1 phần 3 phần 3 thu rộng mắt, thu rộng mắt R bình. Ồ. Vậy là chỗ này sẽ là R bình phương nhân với SO chia cho DI nhân với cái diện tích của cái tam giác ABC. Thì chúng ta phải tính ra được là cái tỉ số này, diện tích tam giác ABC. Thầy chụp cái hình xuống đi để cho các em dễ dàng theo dõi hơn. Nè, các em nhìn cho như này nè, các em có thấy là cái tam giác là SAO đó có DI song song với SO đúng không? DI song song với SO thì áp dụng cái định lý Thales đó, các em có là SO mà đem chia cho, nếu mà chúng ta lấy SO chia cho DI thì tương ứng nó sẽ bằng là AO chia AI đúng không? Vậy là cái tỉ số ở dưới thầy sẽ thế là AI luôn nha. Ở dưới đây là thầy sẽ thế luôn đi. Chỗ này nè, là R bình phương nè. R bình phương
chia cho diện tích của cái tam giác ABC SO chia cho DI thì thầy thế bởi là DO để thế bởi là AO chứ R hả? Thầy ghi từ từ nha. Thế bởi là AO này chia cho AI đúng không? Thầy ghi đúng chưa? Mà AO chính là gì? AO chính là R đúng không? Được chưa? SO chia cho DI bằng AO chia AI, chính xác rồi ha. Vậy là cái chúng ta còn là xử lý nữa đó là tiếp tiếp cái khúc này nữa nè. Rồi. Chúng ta đem cái hình này xuống dưới đây. Những cái tỷ số mà chúng ta đang cần tính đó, thì nó chỉ nằm trong cái ủa cái gì? Những cái tỷ số mà thầy trò mình đang cần tính đó, thì nó chỉ nằm trong cái mặt phẳng ở dưới đáy thôi, nên chúng ta chỉ cần tập trung vào cái mặt dưới đáy được rồi. Chúng ta khỏi cần phải nhìn cái hình không gian nữa. Các em nhìn kìa. Cái tỷ số mà các em cần tính đó là R bình chia cho diện tích của tam giác ABC đúng không? Và AO chia cho AI. Thì bây giờ chúng ta cần tính diện tích của tam giác ABC trước đi. Ở đây thầy nói cái dựng các cái đoạn thẳng này nè. Dựng đoạn thẳng là BO với CO lại. O nè. Thì ký hiệu O đây nhé. Quên trả là cái viết hoài. O vô đây. Thì do cái số đo của cái cung AB này nè. Do số đo cung AB này là bao nhiêu? Là 60 độ đúng không? Nên chúng ta suy ra được là cái góc O vô này nè. Cái góc O vô này là 60 độ. Tức là cái tam giác OAB là tam giác đều. Thì cái cạnh AB đó chính là R luôn đó nha. À, chứng minh tam giác cái đều khá là dễ thôi. À, cái bài này nó nếu mà lớp 12 thì hơi nặng rồi đó. Tại vì lớp 12 quên hết rồi mấy cái kiến thức. Tất nhiên là với những học sinh ở những cái trường trường chuyên thì hoặc là những cái trường đầu vào có điểm khá là cao thì cái chất lượng đầu vào lớp 9 của em đó thì em sẽ còn nhớ được này. Nhưng mà với một số học sinh khác thì ở những trường thường thì nó không nhớ được những cái phần tứ giác nội tiết nữa đâu. Ở đây chúng ta có nè, các em có cái góc là, các em nhìn thấy góc là cái góc A O B đó, góc A O B này thì nó sẽ bằng hai lần cái góc là A C B nè, mà góc A C B thì nó bằng là 30 độ, nó bằng 60 độ. Từ đây thì chúng ta sẽ có được cái tam giác là O A B là tam giác đều. Tam giác này là tam giác đều thì các em suy được là A B đó bằng O B đó, bằng O A và bằng R. Thì các em sẽ tính được cái diện tích của cái tam giác ABC. Diện tích tam giác ABC thì bằng 1 phần 2 tích hai cạnh hai bên nhân với sin góc xen giữa thôi. Chúng ta ghi chữ diện tích đi. Diện tích của cái tam giác ABC thì nó sẽ bằng 1 phần 2 tích hai cạnh hai bên nhân sin góc xen giữa là AB nhân AC. Là lúc này là bằng luôn AC nhé. Tại vì tam giác ABC là tam giác cân tại A rồi. Được không? Rồi nhân với sin của cái góc xen giữa hai cạnh này tức là góc 120 độ đó. Ra sẽ ra như ta. R bình căn 3 chia 4 đúng không? Sin 120 độ là căn 3 phần 2. Tiếp căn 3 nè. Là căn 3 phần 4 R bình nha. Các em tính là những trạng thái như này. Nói chung là cái hướng đi của bài toán là hoàn toàn chính xác. Chỉ còn lại trong cái quá trình tính toán nhiều lúc thầy giảng rồi tính toán cái tập trung vào cái việc mà giải thích cho các em hiểu thì cái sự tính toán nhiều lúc nó không còn chính xác thì em tính lên thầy nhé. Xong rồi, vậy là cái tỷ số chỗ này chúng ta tính được đúng không? Chúng ta có được một cái tỷ số rồi đó là R bình chia cái này là xong rồi nè, cái này xong rồi nha. Chúng ta đã rút gọn được R bình rồi. Còn AO chia AI thì chúng ta phải xử lý cái anh AI này ha. Còn AO chia AI phải xử lý anh AI nữa. Thế AI làm sao tính được? AI thì lúc này các em có là AI nè, có phải là bằng là a phẩy trừ cho y a phẩy không? Tức là bằng 2r trừ đi cho y a phẩy. Đây là cái bài toán lớp 9 rồi ta. Rồi các em mà cái bài này chính xác là bài lớp 9. Cái cạnh này nè,
cái cạnh chúng ta phải thấy là cạnh y a phẩy nó bằng với a phẩy c nhé. Cái tam giác là y a phẩy c là nó cân tại a phẩy nghe mà. Cái này các em chứng minh được nha. Do cái góc y chỗ này nè, cái góc y chỗ này thì nó sẽ bằng với góc c bên đây. Góc y nó sẽ bằng góc c chỗ này. Rồi. Chứng minh chỗ này chứng minh nó khá là dễ thôi. Chỗ này thầy chứng minh rõ luôn nè. Chỗ đó đáng lẽ ra thì đó là kiến thức lớp 9 có thể cho lờ qua cũng được, với bài này dài lắm à. Chứng minh thì phải ý nó là dài lắm à. Thầy có cái góc là các em thấy góc CI A phẩy đó thì nó sẽ bằng cái góc là IAC cộng với cái góc là ICA. Đây là cái tính chất góc ngoài của một cái tam giác thôi. Và cái góc là ICA phẩy đó thì nó sẽ bằng, thôi thì xuống dưới như vậy nha. Cái góc này y c a phẩy đó thì nó bằng với cái góc, nó bằng với góc gì ta, y c a phẩy đúng không, thì sẽ bằng là y bằng với cái góc là a phẩy c b cộng với cái góc là y CB. Các em chú ý là cái y là cái chân đường phân giác đó nha, tâm có đường tròn nội tiếp đó. Hai góc này bằng nhau nhé. Hai góc này bằng nhau là vì sao? Góc ICA là bằng góc ICB là hiển nhiên rồi, y là cái tâm của đường tròn nội tiếp mà, là giao điểm của ba đường phân giác trong á. Rồi hai góc này bằng nhau nhé. Rồi các em thấy được phải không? Rồi hai góc này bằng nhau là tại sao vậy? Góc IAC thì IAC thì nó chắn cái cung là B A phẩy, còn cái góc là B C A phẩy cũng chắn cái cung là B A phẩy luôn, nên là hai góc đó bằng nhau ha. Rồi các em thấy được chưa, mà cái góc là I A C đó thì bằng với góc là A phẩy C B, và cái góc I C A đó thì bằng với góc ICB. Thầy nghĩ cái này tới đây gì được rồi, không phải giải thích nhiều nữa. Vậy là từ đây chúng ta sẽ suy ra được là cái góc là CIA phẩy nó sẽ bằng với góc là ICA phẩy đúng không? CIA phẩy, CIA phẩy thì bằng với ICA phẩy. Tức là chúng ta sẽ suy ra được cái tam giác là A phẩy IC cân tại A phẩy, là chúng ta suy được là I A phẩy bằng với A phẩy C. Biết làm gì không? Để thầy xét cái góc A chỗ này nè, thì xét tam giác vuông nè. Chỗ này thì có góc cái tam giác là A A phẩy C là vuông tại C. Cái tam giác là A phẩy A C vuông tại C. Rồi tìm sin lấy đối chia huyền là thầy có sin của 60 độ bằng cạnh đối là cạnh A phẩy C chia cạnh huyền là A A phẩy. Tức là từ đây thầy suy ra được A phẩy C sẽ bằng 2R nhân với sin của 60 độ. Tức là bằng 2R nhân với căn 3 phần 2 đúng không? Là ra là R căn 3. Rồi tổng kết nó coi nãy giờ mình ra được gì à? Em thấy vào đây nè. Đúng không? Chưa? Thế mà chỗ đó đó ha. Vậy là chỗ này chúng ta sẽ được là gì? Vậy là chúng ta có được là AI thì nó sẽ bằng là 2R trừ cho R căn 3. Tức là R nhân với 2 trừ căn 3. Xong rồi. Rồi xong rồi đúng không? Cái chúng ta thiếu là AI mà AO với là R mà. Vậy là lúc này vậy là khi đó chúng ta sẽ có được gì đây? Khi đó chúng ta sẽ có được là V1 chia cho V ấy, thì bằng R bình chia cho cái diện tích của tam giác. Diện tích tam giác hồi nãy mình tính ra bằng là căn 3 R bình chia 4 kìa. Căn 3 phần 4 R bình. Căn 3 phần 4 R bình. Rồi nhân với AO là R. AO là R chia cho
Chỗ này là R nhân với 2 trừ căn 3. Rồi, xong rồi. Đến đây thì xong rồi ha. R chúng ta cũng gọn đi, chúng ta chỉ việc bấm máy tính thôi. Nên là 4 chia cho, các em bấm máy tính ra tỷ số này có bao nhiêu hả? Ở đây bấm máy tính chút xíu nha. Là 4 nè, chia cho căn 3 nhân với 2 trừ căn 3. Các em kiểm tra lại các phép toán của thầy trên nha. Nhớ kiểm tra là chúng ta cũng không mong cái đề dễ hơn được đâu, đây là đề thi học sinh giỏi mà, chúng ta phải cố gắng thôi. Rồi vậy là chúng ta là từ đây chúng ta suy được là V1 sẽ bằng là 12 nhân với 12 cộng cho 8 căn 3 chia 3 nhân V, tức là nó bằng là 12 cộng cho 8 căn 3. Xong rồi nha. Tại vì V đề bài cho có thể tích bằng 3, khá là đẹp. Đây là một cái bài toán có cái nói khá là hay trong cái đề thi này. Vì nhiều học sinh sẽ bị bối rối câu này chứ. Tại vì cái phần riêng cái phần tứ giác nội tiếp thì tới lớp 12 thì những cái trường trong những cái trường ở trung tâm thì học sinh đầu vào thì sẽ nắm vững được cái phần về đường tròn chính, chứ còn nếu học sinh ở vùng ngoài thì sẽ phần đông sao mới nhớ được cái phần này nha. Thôi cứ cố gắng nha. Thì chúng ta sẽ còn hai câu nữa, chúng ta sẽ dừng lại cái câu này ở đây nhé. Em chúng ta sẽ tiếp tục với câu phía sau ở phần tiếp theo.